Hello anh em nhé, thì anh em sử dụng bình 100 và 150 đổ lên thì đang phân vân giữa các phân khúc và các mẫu máy, thì anh em có thể tham khảo mẫu máy Super Cộng ở bên em nhé. Đấy, thì mẫu này là mẫu mới nhất năm 2023, thì nó sẽ chạy cảm EC55, chạy hai biến áp nhé. Đấy, và một cuộn cảm to này. Đấy, một cuộn cảm E55 và hai biến áp E55 nhé. Đấy, và mẫu này tổng cộng là 30 phét nhé, áp giá đến chân tụ rất là cao. Đấy, 1000V luôn anh em ạ. Model mới nhất năm 2023 nhé. Đấy, thì mẫu này sẽ đánh thuyền tổng hợp tầm trung rất là ngon nhé. Đấy, đánh rô phi, đánh cá trắng đều được nhé. Đánh cá trắng cực ngon luôn. Thì bình 150 đi được tầm khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng cho anh em nào mà đánh tổng hợp nhé. Đấy, thì anh em có thể tham khảo mẫu này nhé. Thì em cũng quay video và giới thiệu video rất nhiều mẫu máy rồi, thì anh em có thể tham khảo mẫu máy bên em, bán và bảo hành uy tín chất lượng cho anh em nhé. Đấy, thì em test tiếng máy cho anh em nghe tiếng máy nhé. Còn anh em nào muốn xem chi tiết nội thất máy thì tí nữa em sẽ mở cho anh em xem nhá. Ok, thì con này mình đang test máy và giả hàng cho anh Thanh ở trong Thọ Xuân Thanh Hóa nhé. Thì anh cũng đánh lấy một máy ở bên mình rồi. Đấy, anh em nào ở vùng nước sạch thì con này nó có thể kéo cáp được cho anh em nhé. Đấy, kéo cáp nước nông này và nước sạch nhé. Còn nếu mà kéo nước bẩn thì máy này độ chịu tải không thể cao bằng những cái dòng máy 5-6 triệu được. Đấy, tiền nào của đấy. Ok anh em, thì mình thử máy nhé. Đi kèm theo máy thì sẽ có một có tay đi kèm, hai đằng sau là sẽ đấu da vật nhé, đỏ da vật, hất cá, đen da vật mát này. Thử anh em nghe từng máy nhé, bấm cò này. Đấy, đấy, anh em nhìn dàn báo chưa, mình đang tải 2000W nhé, 2200W, đáng nhẽ là 2400W nhưng mà máy một bóng nó cháy mất rồi. Đấy, đây anh em chờ mình chút, đây mình tháo cái quả bóng cháy ra cho đỡ nhìn, nó đỡ ngứa mắt. Đấy, anh em nghe tiếng máy nhá, đẹp cực kỳ đanh. Thì ở đây tần số mình chỉnh đang đánh là 90, 80 và 40 nhá. Đấy, để băm hơi chậm, băm này thì chuyên đánh cá chép. Đấy, tiếng máy bao phê bao đanh cho anh em nhé. Hàng cực kỳ chất lượng, mình bán và bảo hành uy tín nên anh em cứ yên tâm nhé. Anh em đánh cá trắng này, đánh cá da trơn này, đánh cá rô phi đều được nhé. Nếu mà anh em nào thích đánh rô phi thì có thể chỉnh lên cao này. Con này mắc của nó là 200Hz cơ anh em ạ. Đấy, mắc tần số của nó là 200 nhé. Đấy, mình chỉnh tầm khoảng 145 này. Đấy, 145 này, 60 này. Đây, 60 và 20 để đánh rô phi nhá. Gõ cực kỳ đanh, đem rô phi cực kỳ phê nhá. Đấy. Đấy, anh em nghe từng máy chưa, đanh chưa. Đấy, từng máy rất đanh nhá. Đấy, ok anh em. Còn nếu mà các bác không đánh rô phi thì có thể không chỉnh như thế. Đấy, mắc tần số nó 200. Thì anh em nào mà muốn kéo cáp như kiểu kéo da trơn không, kéo chuyên về da trơn thì cũng có thể tham khảo mẫu máy này nhá. Đấy, chuyên da trơn, còn kéo cá có vảy cũng được nhưng mà phải kéo vùng nước sạch. Còn nếu mà vùng nước bẩn thì anh em kéo con này mà anh em phải độ thêm quạt thì nó mới làm mát tốt được, thì mới chịu tải cao được. Đấy, còn cái quạt nhỏ này thì không thể đi dây cáp to được. Đấy, mình cứ tư vấn cho anh em như vậy. Còn bác nào mà thích kéo cáp này, yêu cầu kéo cáp độ chế như nào thì em sẽ hướng dẫn. Đấy, và hướng dẫn làm sao cho các bác đẹp bền nhất nhé. Còn các bác mà chơi chuyên da trơn này, kéo chuyên da trơn là cá chê, cá chạch, cá lăng, cá bò, cá ngạnh thì ok luôn. Đấy, kéo thoải mái, em ở trong Thọ Xuân Thanh Hóa đã mua kéo rất là ngon nhé. Đấy, chỉnh tần số tầm khoảng 60 thôi. Đấy, anh em nghe từng máy như này đã đạt chưa. Đây là chế độ kéo cáp cá da trơn nhé, chuyên về da trơn. Anh em đạp da trơn rất là ok và tiết kiệm điện. Đấy, bác nào mà muốn bền thì cắt cho em hai ô quạt ở đây. Đấy, xong là độ nó dội xuống biến áp và dội xuống phét, dội xuống cồn cảm, và kéo da trơn bao bền luôn mà lại ăn tiết kiệm điện nhé các bác nhé. Đấy, anh em nhìn bóng đèn nhé,
rất ok nhá. Mình nếu mà muốn ăn cả cá có vảy thì các bác cứ chỉnh nó lên tầm khoảng 85 100 100, 85 100 và 80 nhá, ăn cả cá có vảy. Cái tần số này thì anh em kéo nước chảy lững lờ nhá, đấy thì sử dụng tần số này. Đấy, kéo nước chảy nhá, bao nổi cá chép, tất cả các loại cá có vảy và da trơn nhá, trừ cá nheo, nheo thì hơi có nổi. Đấy. Ok luôn, tiếng máy bao đanh. Còn đây anh em nào mà đánh thác lác cườm mà đánh nước đứng, thằng đánh thác lác cườm đánh nước cườm nước đứng nhá, đấy, đánh cá nước đứng, đánh cáp nước đứng, đánh cá an tâm, đánh bỏ mồi, đánh cá cho điểm, chỉnh tần số như em nhé. Thì các bác mua hàng thì bên em sẽ hướng dẫn cho các bác là đánh như nào, như nào, gọi điện video Zalo em sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bác. Đấy, trèo đến điểm đấm đánh này, dừng lại này, bấm này, vào đầu cứ giã cho em tầm chục giây nhá, 10-15 giây giã rè luôn, co đầu là không được để ngắt nhịp là con cá nó phi đi mất. Đấy, cứ giã tầm vậy là các bác nhả cò ra nháy nhanh này, nháy cò nhanh nhá, nhánh tầm chục phát nhanh này, xong rồi các bác lại giã lại này. Đấy. Xong lại nháy nhanh này. Đấy. Nhìn nhịp còi em hướng dẫn các bác nhá. Đấy. Lại giã lại tầm chục giây này. Cá ở sâu tầm 6-7 mét thì nó phải tầm khoảng 1 phút, 50 giây đến 1 phút nó mới nổi. Đấy, xong các bác lại nháy. Các bác chờ nhá, cá nước đứng nó không có luồng nước nó đạp thì nó không thể nổi lên nhanh được. Như các bác kéo cáp nước chảy mà nó có luồng nước nó đạp thì cá nó lên rất là nhanh. Còn nước đứng thì nó lại khác. Đấy, nên các bác chú ý những cái vấn đề đấy. Đây, còn đây là tần số đánh vật, đánh cá chảy mắt đỏ, đánh cá chép, đánh tổng hợp thì các bác để như này cho em. Đấy. Bao ok luôn. Đấy. Ok, thì em sẽ show nội thất máy cho anh em xem nhé. Ok các bác nhé, thì em show nội thất máy cho các bác xem này. Đấy, thì cấu hình của nó sẽ chạy tổng cộng là 4 tụ ECOP 450, 560 UF nhé. Giật cực kỳ mạnh nhá, buốt luôn, tụ cao mi thì giật rất buốt, con cá cảm giác nó đơ lâu. Cuộn cảm E55, 2SCR, 2 biến áp E55 này, 2 quạt làm mát này. Tụ băm của nó là 4 tụ băm nhé, 2 tụ 8 và 2 tụ 6 nhé. Đấy, chạy toàn bộ bằng diode FET này, bảo đảm cho các bác là rất là bền, diode chịu dòng cao. Đấy, và FET của nó đây anh em nhé, toàn bộ là FET nhỏ 30 MOSFET nhá. Đấy, con này thì chạy MCU của 1800G và nó sẽ có dây cảm biến nhiệt, chạy lên MCU nếu mà máy nó nóng có vấn đề gì thì nó sẽ báo về MCU để đảm bảo cho các bác là đánh được bền và không hỏng hóc, gọi là ví dụ mà hỏng một con FET thôi nó cũng báo về là hỏng FET chẳng hạn, vậy là nó sẽ nhận diện được và nó sẽ ngắt máy để mình xử lý, chỉ xử lý một con FET thì nó sẽ không hết nhiều tiền chẳng hạn vậy. Đấy, công nghệ rất là thông minh. Ok các bác nhá. Đấy, thì các bác quan tâm đến dòng máy này thì có thể liên hệ với bên em nhá. Em chào toàn thể các bác.